Chuyện đã mười mấy năm trước Hồi tôi mới vào lính Sau hai tháng được huấn luyện quân sự ở Nha Trang Tôi xuống chiếc tàu há mờm HQ500 Làm thủy thủ tập sự Và được tham dự chiến dịch sống tình thương Ở quận Nam Căng, tỉnh Cà Mau Đây là nơi mà khi tàu ủi bãi Có mấy đứa con nít đến Dơ tay gõ vào thành tàu rồi la lên Bằng sách thiệt tụi bay ơi chúng tôi thấy lạ kỳ nên hỏi vậy chứ các em nghĩ tàu này làm bằng gì bọn nhỏ nói các ảnh nói tàu làm bằng cắt tông cũng trong chiến dịch này có bữa địa phương quân đưa xuống tàu chúng tôi ba nữ giao liên gửi cho hải quân giữ chờ hải thuyền đến chở giao về tỉnh cà mau chiến dịch chấm dứt tàu tôi được lệnh phải đi công tác khẩn chuyển quân ra miền trung chỉ huy tàu bảo ba cô giao liên chỉ là bọn con nít chẳng biết gì cho lệnh phóng thích luôn tôi đang phiên gác với một ông trung sĩ nên được lệnh xuống phòng tạm trú dẫn ba cô lên bờ thả cho đi đúng là cả ba đều con nít hai cô 15 tuổi cô lớn chắc cũng chỉ 16 17 tuổi thấy trên tay các cô có bốn dấu xăm tôi nói các cô có biết bốn dấu chấm xăm trên cánh tay có ý nghĩa là gì không? Sinh bắc tử Nam Là để cho người miền Bắc vượt tuyến vào Nam Thề chiến đấu cho đến chết vì bác, vì đảng Các cô sinh ở miền Nam Không lẽ sinh Nam tử Bắc Hay sinh Nam tử Nam thì chống lại với người miền Bắc hay sao? Về xóa hết đi là làm ăn kiếm tấm chồng mà sống cho bình thường Chuyện đánh nhau là chuyện của đàn ông, con trai đừng xía vào cho khổ thân Không lẽ chỉ nói chừng đó mà thành mối hận để bây giờ phải trả Thấy tôi nín thêm, cô cán bộ áo trắng nhắc tiếp Anh nhớ thêm đi, lúc anh bảo ba cô đi đi Tôi không chịu đi mà đòi anh đem giao chúng tôi cho tỉnh Cà Mau Anh hỏi tại sao thả mà không chịu đi mà đòi giao cho tỉnh tôi nói chứ không phải thả đi để các anh bắn từ phía sau lưng hay sao? Anh phá ra cười rồi bảo, ai bảo có cô vậy? Tôi nói, nghe các anh lớn nói. Anh hỏi lại, nếu thả để bắn sau lưng thì còn ai sống để mà kể cho các anh lớn biết? Rồi anh tiếp là, chẳng những hải quân mà tất cả các binh chủng khác cũng không có binh chủng nào thả người rồi bắn sau lưng anh còn nói bắt người thì phải đưa ra tòa xét xử nếu có tội thì phạt tù chỉ khi nào giết nhiều người làm hại nhiều người thì mới bị kết tội tử hình công khai chứ không bao giờ bắn sau lưng cả anh nhớ ra chưa thấy giọng cô ta bỗng như dịu lại không có vẻ gì là hằng thù tôi làm bộ như vừa chợt nhớ ra và kêu lên à cô có thể cười cho tôi coi không có lẽ anh đang nhớ ra rồi Vì ngày đó anh có khen tôi Cười có hai núm đồng tiền nên dễ kiếm trong lắm Cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi và cười Hai núm đồng tiền bên phải sâu hơn bên trái Đúng rồi, đúng cái mặt cười năm xưa Tôi nhớ sau khi tôi khen cô bé Còn nguyết tôi một cái thật dài Tôi nhớ hoài cái nguyết dài ấy Ở đó mà cô bé, cô bé thì thêm một cái nguyết dài trên mặt cô cán bộ Đồi má núm đồng tiền bỗng như linh động hơn Sau cái cười và cái nguyết dài của cô cán bộ áo trắng Tôi cảm thấy nhẹ người Anh nhìn lại coi, hơn 12 năm rồi Đâu còn con bé nào ở đây Đến lượt tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta và cười Câu chuyện từ lúc này bắt đầu thấy dễ chịu Tôi nói sau khi đưa các cô tới gần cái chợ nhỏ bên sông Thấy chỗ an toàn Tôi mới bảo các cô đi đi Khi các cô đi qua khu chợ Tôi còn đi theo một đoạn cánh chừng, Không thấy cô ngó lui Tôi không ngó lui Nhưng tôi biết anh đi theo Chắc anh không thể ngờ là Sau khi về nhà rồi Ngay ngày hôm sau Tôi còn trở lại khu bến sông ấy Nhưng tàu anh đã đi rồi Tôi có nghe viên trung úy vừa rồi gọi cô là đồng chí bí thư Chắc cô đã là đảng viên lâu năm Vậy là anh đã nghe Đúng là tôi đã 12 tuổi đảng Ngay khi trở về tôi được kết nạp đảng Sau đó được chuyển về làm công tác nội thành Theo dõi thầy cô và hiệu đoàn học sinh trường trung học Cà Mau Nên tôi học thi lại tú tài 1 Và năm 65 tôi đậu luôn tú tài hai sau đó ít lâu tôi chuyển về công tác nằm vùng tại đại học long xuyên cho tới ngày giải phóng anh không biết là bao năm qua tôi vẫn tin là sẽ có ngày tôi gặp lại anh tôi nói thì chúng ta đang gặp nhau ở đây hôm nay tôi đã là người tù cô là người thắng trận ngày ấy thấy trên cánh tay các cô có mấy vết xăm tôi lỡ nói mấy câu gì đó Mong cô không để tâm. Anh khỏi cần phải mong, mấy câu anh nói ngày ấy tôi không bao giờ quên. Hôm nay tôi cố ý mang áo sương mi gắn tay để anh thấy trên tay tôi không còn vết xăm nữa. Tôi đã xóa bỏ chúng từ lâu. Anh thấy chưa, không còn dấu vết hay thẹo gì cả. Cô ta vừa nói vừa đưa cánh tay ra, thấy tôi im lặng, cô ta nói luôn. Anh không cần phải sợ tôi Hơn 12 năm trước khi trở lại bến sông ở Nam Căn tìm anh Tôi chỉ muốn anh biết là tôi cảm ơn anh Hôm nay cũng vậy Trước đây khi bắt đầu đi tìm tung tích anh Tôi chỉ mong một lần gặp lại Coi anh sống ra sao Vợ con đùm đề thế nào Khi coi hồ sơ Tôi đến địa chỉ ghi trong lý lịch Thì ra là nhà của ông ngoại anh Chứ không phải nhà của mẹ anh hỏi địa chỉ và đến thăm mẹ anh ở xóm Tân Vạn. Chính bà than phiền với tôi là chưa đến nay anh vẫn còn độc thân. Nhìn hình trong nhà tôi nhận ra anh ngay. Bao năm qua tôi không thể quên ánh mắt tinh nghịch, nụ cười nửa miệng của anh. Mẹ anh kể là mấy cô bạn anh toàn là gái Giang hồ, bán ba. Anh sợ lập gia đình nên không dám quen gái nhà lành. Mẹ anh nói có lần bà bảo anh cưới cô giáo nhà bên cạnh nhưng anh nói không muốn có vợ vì sợ phải nuôi con thiên hạ anh biết vì sao mẹ anh kể cho tôi nghe mọi chuyện về anh không vì cô hỏi thì bà kể mấy chuyện đó có gì đâu mà mẹ tôi phải giấu không phải vì tôi hỏi mà mẹ anh rất thương tôi tự bà kể ra bà muốn tôi phải biết tất cả về anh tại sao anh biết không tại tôi nói với mẹ anh rằng tôi là người thương của anh anh đã tính đưa tôi về ra mắt mẹ nhưng chưa kịp làm tôi không chỉ nói mà còn ở lại với mẹ anh hai ngày hai đêm bà nói với tôi không sót điều gì từ ba anh tới bà con chú bác dòng họ mẹ anh còn nói bà thiệt mừng khi thấy tôi tự đến ra mắt bà hôm nay gặp lại anh chúng ta không có nhiều thì giờ để vòng vo vò nên tôi phải nói luôn với anh chuyện này, tôi thật lòng muốn làm bạn với anh. Một cô cán bộ 12 tuổi Đảng muốn làm bạn với tôi, chuyện thật khó tin. Tôi nói, "Cảm ơn cô, nhưng tôi chỉ là một tên tù không biết ngày nào về, làm sao có thể là bạn của cô được?" Ngày xưa anh từng mang tôi ra khỏi nhà tù, lần này đến phiên tôi sẽ cứu anh ra khỏi nơi này." chuyện tưởng như đùa nhưng cô ta nói nghe chắc như ăn bắp tôi từng nghe chuyện lý lịch với phía cộng sản là sinh tử có nhiều cán bộ cao cấp tập kết ra bắc này thấy con cháu đi tù cải tạo mà ngỏ lơ không ai dám dẫn mặt với kỷ luật đảng tại sao cô cán bộ này dám nói ra miệng là sẽ ra tay cứu mình cô ta là thứ bí thư gì vậy âm mưu gì đây mà cô ta phải tìm đến ở với mẹ tôi mấy ngày đêm để nắm hết lý lịch bí ẩn của tôi. Mẹ tôi vốn cả tin, chưa bao giờ tôi mang bất cứ cô nào về nhà ra mắt mẹ. Nay thấy một cô gái có vẻ con nhà lành dễ thương, tới xưng là người tình của thằng con, bảo sao mà bà không tin ngay mà thương. Nhưng tôi đâu có khờ như bà mẹ mình được, tôi nói. Cô đã biết hết lý lịch thật của tôi, tất cả rồi sẽ bị phanh phui, chắc tôi sẽ khó sống. Cô tuy có 12 tuổi đảng nhưng dính đến tôi sẽ có ngày liên lụy, xin cô tha cho tôi." Cô ta cười to và nói: "Anh khỏi lo giùm tôi, tôi đã hứa là sẽ làm. Anh cứ sống bình thường với mọi người trong trại là được rồi." Cô ta đưa cho tôi một túi quà và nói: "Đây là quà của riêng tôi biếu anh." Mẹ anh cũng muốn gửi quà Nhưng tôi nói bà cứ giữ đó Tháng tới tôi sẽ đưa bà lên thăm anh Thôi anh về đi Trưởng trại có lẽ sắp trở lại Tôi nhận gói quà Chào cô ta ra về mà gần như người mất hồn Về tới trại giam Tôi chỉ trả lời qua loa Trước những lời dò hỏi của bạn tù Đúng như lời hẹn Tháng sau cô ta đi cùng với mẹ tôi lên thăm không phải thăm riêng mà bình thường như bao người cải tạo khác Cùng gặp một lúc tại nhà thăm nuôi chỉ 15 phút Mọi lời lẽ tù nói với người thăm gặp phải diễn ra trước mặt viên cán bộ phụ trách Từ đó cô ta tiếp tục đi cùng mẹ tôi đến thăm tôi hàng tháng Chẳng thể nói gì, tôi đành phó mặt cho số mệnh Thấy cô cán bộ 12 tuổi đảng, đóng vai phó thường dân Ngồi cười cười bên bà mẹ thăm nuôi tôi nổi tánh lì, trò chuyện tự nhiên, đôi khi còn chọc cười như ngày xưa ở các ba thay động. Tôi còn gì để mất? Cô ta muốn gì ở tôi? Tôi có gì để mà lợi dụng? Thôi thì phó mặc cho số phận. Tháng 1 năm 1976, một buổi chiều vừa ăn cơm xong, Sắp tới giờ điểm danh vô chuồng Bỗng có cán bộ cầm danh sách đến gọi đúng tên tôi Bảo thu dọn gọn lẹ đồ đạc cá nhân Mang theo ra điểm danh Bất ngờ gọi tên lúc chiều tối Chắc hẳn không phải lệnh tha Thu dọn đồ đạc mang theo kiểu này Chỉ có thể là chuyển trại Nơi tập hợp điểm danh là sân trại Số tù được gọi ra điểm danh có hai mươi mấy mạng trong số này có anh chỉ còn có một chân Một cán bộ trẻ mang lon thiếu úy dẫn chúng tôi đi ra cổng Không thấy xe cộ gì, cả bọn cuốc bộ Không thấy có quản chế súng ống kèm sát như khi đi lao động Một tên đánh bạo hỏi Chúng tôi đi đâu đây cán bộ? Đi tới nơi làm lĩnh tha Tha về hả cán bộ? Bộ tha rồi không về ở lại ăn hại à? Cả bọn nửa tin nửa ngờ Trời bắt đầu tối Thả vào giờ này Xe cổ đâu mà về Cả bọn được dẫn ra đến nhà thăm nuôi Đèn được thắp sáng Có viên trung úy Xưng là chính trị viên tôi từng gặp Đợi sẵn Thấy tôi trong đoàn người Anh ta cười ra vẻ hồ hởi Bảo hôm nay anh sẽ thấy cách mạng Luôn có tình có lý các anh tập trung lại bàn thăm nuôi khai lại địa chỉ và người nhà cho chính xác một lần, sau đó sẽ nghe đồng chí trại trưởng tới nói chuyện. Chừng nửa giờ sau, đại úy trưởng trại ra tuyên bố: Các anh thuộc diện gia đình cách mạng được bảo lãnh cho về, kể từ giờ phút này tuyệt đối không được liên lạc với người trong trại. Từ đêm nay, các anh ăn ngủ tạm tại nhà thăm nuôi này. Cán bộ sẽ phát mền, chiếu, gạo và lương thực để các anh tự nấu nướng. Ngày mai sẽ làm thủ tục nhận lại đồ ký gửi và lệnh tha. Sau đó chờ liên lạc gặp gỡ thân nhân bảo lãnh và làm lễ ra trại. Trong mấy bữa chờ làm lễ, các anh tuyệt đối không được liên lạc với các trại viên cũ. Hôm sau, cả bọn được tập trung lên cơ quan nhận lệnh tha tiền và đồ dùng ký gửi truyền phần tôi kiểm lại thấy còn vài trăm bạc mới, ba ngày sau đã thấy đoàn người thân nhân trong đó có bà mẹ tôi có mặt tại nhà thăm nuôi, hai mươi mấy tên tù được tha kể cả tôi, hầu hết đều do mẹ là người bảo lãnh, cán bộ ra đưa cho một số tiền để mua thức ăn làm bữa tiệc chia tay, một bà mẹ đến từ cao lãnh nghe nói trước là chủ nhập cảng các loại máy ghe tàu xung phong nhận sẽ ủng hộ thêm tiền chợ và còn tình nguyện lãnh đi chợ giùm... bà ta hỏi có thể cho một hay hai người đi theo mang phụ thức ăn... cán bộ nói... bây giờ thì các anh có thể đi tự do muốn mấy người theo cũng được... thế là khu chợ gần trại cải tạo vườn đào được một buổi chợ trúng mối heo, gà, vịt, tôm càng, cá, rau cải mua nguyên, thúng, nguyên, sàn... Hỏi giá bao nhiêu là mua bấy nhiêu Khỏi cần trả giá Tiền chợ được bà chủ cao lãnh suất hầu bao Mở tiền chợ ít ỏi do trại phát Có lẽ được bà mẹ này cất riêng Để làm kỷ niệm ngày con được ra tù Tiệc chia tay thức ăn ê hề Nào gỏi, nào curry, cá hấp Tôm càng nướng, thịt heo, gà, vịt luộc Thế rồi tiệc cũng bế mạc thức ăn gần như còn nguyên vì ai cũng chỉ nếm cho có vị và cán bộ cũng không dám ăn bữa tiệc giá đáng mấy chục lần số tiền cho để làm tiệc mấy bà xin đem thức ăn cho mấy người trong trại thì cán bộ không cho bảo phải đem chôn hết ra khỏi trại mọi người đứng chờ đón xe mộc hóa để về cai lậy từ phía hàng rào trại thấy lố nhố người đứng trong ra tôi quay lui cũng không dám nhìn lâu không còn nhận ra được dáng của đứa nào tôi nói với má mình đi lần đi bao giờ có xe thì đón chứ đứng đây nhìn vào trong các bạn trong kia nhìn ra con thấy bất an tôi và má tôi đi lần dọc theo lộ tất cả gần như thấy vậy cũng đi theo là người tù trại vườn đào được về sớm Tôi biết thân ở yên với mẹ già chòm sớm không thấy làm khó dễ Sau khi được trao trả quyền công dân Tôi còn được ông nông hội ấp Đề nghị tôi làm trung đội trưởng lao động ấp Mọi người vỗ tay tán thành Thế là từ đó ai thấy tôi đến nhà Biết là bị gọi đi lao động không công cho xã hội chủ nghĩa Nào đào kinh, lấp kinh, rồi nước động cây trái bị úng nước, ruộng lúa bị ngập nước không rút kịp, lâu ngày cây cối chết, lại phải đi phá đập vác lúa thu thuế. Tôi không dám nhìn khi thấy bà con nông dân ai cũng đầy nước mắt khi bồ lúa vơi đi hơn phân nửa để đóng thuế. Nghe nói lúa thuế được chở đi tiếp tế cho miền Bắc. Mỗi tháng cô bí thư đều đem nhiều khô mắm từ Cà Mau lên thăm tôi và ở chơi 3 hay 4 ngày. Cô ta ngủ chung với mẹ tôi, vẫn có vẻ được bà thương mến, tin cẩn. Tôi cũng không nói hay hỏi gì thêm ngoài việc cho mẹ biết là bà đã vô tình đem sói vào nhà, vì cô ta là nữ bí thư trên 12 tuổi đảng. Cũng có lần cô ta biệt tâm luôn 3 tháng rồi một hôm bỗng đến thăm với nhiều quà từ miền Bắc. Cô cho biết vừa đi tập huấn ở Hà Nội về. Tôi hỏi, em sáng mắt ra chưa? Cô ta lờm và nói, anh chưa thấy quan tài nên chưa biết đổ lệ. Đầu năm 1980, cô ta đến thăm và tối hôm đó có mặt mẹ của tôi. Cô ta nói, mẹ muốn em lo cho anh ra đi, nhưng em có điều kiện là anh phải nhận em làm vợ cho đến khi định cư rồi sau đó tùy anh em cho anh một tháng để nghỉ suy và trả lời em mẹ tôi khuyên tôi nên nhận cô ta làm vợ vì cô ta thương tôi thật sự tôi thì nghĩ không hẳn cô ta bỏ nhiều công phu tìm tôi giúp tôi và nay muốn cùng tôi vượt biên với tư cách là vợ một sĩ quan hải quân để làm gián điệp như bao trường hợp năm vùng khác có người làm tài xế người giúp việc trung thành tận tâm cả chục năm nhưng sau tháng tư đen thì mới lồi mặt thật nhưng đâu còn con đường nào khác để tính chưa đầy một tháng sau cô ta lên và bảo tôi chỉ đem theo một bộ quần áo gọn nhẹ để mai đi tôi hỏi em chưa biết anh có đồng ý hay không mà bảo ra đi thông minh như anh thì không bao giờ bỏ mất dịp may vì anh không mất gì cả kẻ mất nhiều nhất là em nhưng là em tự nguyện mọi chuyện ra sao sau này anh sẽ biết tôi hỏi cô ta có an toàn không anh có cần có tàu hải quân biên phòng hộ tống hay không nếu muốn em cũng có cho anh tôi nghe mà khiếp chẳng rõ cô ta nói đùa hay nói thật cỡ bí thư huyện ủy cũng không có quyền vào bộ tư lệnh hải quân xưa để tâm kẻ thù không hiểu cô ta là thứ gì không ra hải ngoại để nằm vùng hay làm gián điệp thì còn làm gì nữa nghĩ vậy nhưng thôi kệ cô ta làm gì hay là ai tính sau cứ thoát ra khỏi nước cái đã thế là chúng tôi từ giả mẹ ra đi tàu vượt biên dài 12 hai mét mới toanh Máy cũng mới mà số người đi là 52 người Do một cựu hàng hải thương thuyền ngày xưa lái Nhưng cuối cùng 26 người bị rớt lại Vì ghe nhỏ chuyển ra ghe lớn bị trận giữa đường Mà trong đó có gia đình tài công Cô Bí Thư hỏi Anh lái được chứ? Lái được nhưng không có bản đồ Mà chỉ có la bàn thì phải chạy thẳng ra hải phận quốc tế Rồi theo hướng tàu buông mà lấy hướng đi thì sẽ sang Singapore hay tấp vào các đảo của Indonesia. Tôi lái suốt 5 ngày đêm mới gặp một ghe đánh cá của Indonesia và hỏi thăm thì được chỉ cho một chỗ cách đó không xa. Tôi lái vào và ở đó một ngày một đêm thì được tàu của Indo đưa đến trại tị nạn Kuku. Một tháng sau, chúng tôi được đưa sang trại Galang, và dĩ nhiên trong lý lịch của hải quân trung úy việt nam cộng hòa nay có thêm cô vợ bí mật nhiều phần là gián điệp trên bước đường lưu vong quê người xứ lạ làm thân thất quốc chúng tôi cô đơn lạc lõng như nhau ngày qua ngày cả hai đứa đi học tiếng anh về nấu cơm chung rồi chung mùng và thành vợ thành chồng thật ở ga lăng tôi gặp lại bạn bè quân ngũ xưa vì gần như mỗi tàu là có đôi ba hải quân xưa được đi không tốn tiền để lái tàu. Quán Trùng Dương là nơi tụ hợp để nhận ra nhau, kể chuyện xưa và bàn chuyện tương lai. Các cựu hải quân xưa làm sổ lưu niệm giống như thời học trò viết lưu bút ngày xanh cho những tháng nghỉ hè. Lắm mong ghi cả số quân, đơn vị xưa và dán cả hình. Ôi các quan lính ơi, tôi mà đem cái sổ này về thì e rằng cô bí thư mười mấy năm tuổi đảng của tôi sẽ lén ghi lại hết, gửi về Bắc Bộ Phủ thì gia đình các ông cũng khó mà sống ở Việt Nam. Tôi từ chối viết sổ lưu niệm và cũng không đến quán hội họp nữa. Cũng tại trại Ca Lăng, tôi có người bạn trước là thiếu úy ngành điện khí, được mướn làm người gác máy điện phụ cho một thợ điện người Indo anh Indo này khá am tường về tình hình Việt Nam và có phân tích như sau. Các anh vượt biên nghĩ rằng ra ngoại quốc rồi Mỹ sẽ giúp cho thành lập một đoàn quân để trở về giành lại Việt Nam. Có lẽ các anh lầm rồi. Mỹ không bao giờ giúp các anh đâu. Vì giúp các anh, Mỹ được lợi gì? Các anh đánh nhau mà nhiều nữ tính quá. Nhân đạo với kẻ thù thì chỉ có con đường chết, phải như chúng tôi kia chỉ một đêm thôi không một tiếng súng toàn dùng dao búa mã tấu mà giết cho tuyệt giống cộng sản chỉ một đêm là xong gần triệu mạng A6 tháng sau chúng tôi được định cư tôi không tham gia đoàn thể nào không hội họp với cả hội đồng hương nhưng lúc nào cũng canh chừng cô vợ bí thư đảng viên cô ta cũng như tôi chẳng quen ai đến cả dùng điện thoại cô ta cũng không sử dụng. Mẹ tôi mất năm 83, mẹ cô ta mất năm 84. Năm 90, ba tôi và ba của cô ta cùng mất trong một năm. Chúng tôi nhận thư nhưng không về và đến nay cũng chưa về. Chúng tôi đồng ý không có con. Tôi 72 và vợ 70 tuổi. Nếu còn ở Việt Nam, cô ta nay đã 52 tuổi đảng không biết làm tới chức gì. Mất nước 40 năm, lưu vong hơn 35 năm, chúng tôi chưa bao giờ có ý định về thăm lại quê hương. Trong lòng tôi đã chôn một chế độ và trong lòng vợ tôi cũng chôn một chế độ. Chúng tôi không con nối dòng, nên khi chúng tôi chết thì cả hai chế độ cũng tan thành tro bụi. Với tôi, vậy là chôn xong hai chế độ ngài ấy không xa